Rồi, hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có mặt tại cửa hàng mô tô ô tô của anh Phong nha anh chị. Cũng khá là lâu rồi không có lên clip cho anh chị các bạn mình những mẫu siêu phẩm ô tô bên cửa hàng nha anh chị. Giá mềm cho anh chị các bạn mình đi nè. Đây có siêu phẩm rất là đẹp luôn anh chị các bạn. Ở đây đồng hành với anh Phong sẽ cập nhật chi tiết giá luôn. Xin chào tất cả anh em nha. Thì có vài chiếc xe thì gửi đến anh em tham khảo giá. Đây, mình bắt đầu quay từ con đỏ này đi. Chiếc đầu tiên này thì nó là chiếc Honda City. Mình quay ở trong cái không gian này nó hơi chật nên là báo sơ qua. Anh em mà cần chi tiết hơn anh em cứ nhắn tin qua Zalo giúp mình nhé. Honda City RS 2022. Cái chiếc này mang biển số Bình Phước, xe đi chuẩn 5 vạn. Đấy. Vỏ lốp là tất cả đều theo xe và xe không có một lỗ nhỏ. Với cái chiếc này thì hiện tại mình đang bán ở cái mức giá là 480 triệu. Cái bản GS này cũng có anh em cũng có hỏi nè, sao em nói cũng còn nằm đây ha ta. Đúng rồi, con này xe đẹp lắm anh em. Cũng lâu lâu rồi đấy. Đợt trước đến tận gần 500 mà đợt này mình giảm xuống thì chỉ nó còn 480 thôi. Đấy, nội thất các thứ là sạch sẽ hết anh em nhé. Và với cái giá xe như thế này thì bên mình bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ. Anh em chỉ về sang tên thôi. Đấy. Có bán trả góp. Anh em mà trả trước khoảng cỡ 30% là mình góp được rồi. Đấy. Bảo hành máy cho anh em là 6 tháng. Khi anh em mua thì có tặng cho anh em là nhớt nhau là đầy đủ hết và chỉ có sẵn sử dụng. Rồi. Còn tiếp theo con thứ hai thì nó là Toyota Veloz. Con này nó bản cao nhất nhé, bản tốt. Xe thì đi được là hơn 50.000 cây một chút. Vỏ lốp là cũng còn đầy đủ theo xe hết, sơn zin. Đấy, sơn zin. Nói chung là bao anh em check hãng hết. Và với chiếc này, hiện tại mình đang bán ở cái mức giá là 599 triệu. Đấy, 599 triệu. Rồi. Bản cao nhất nha anh em, xe màu xám bạc. Xám bạc. Rồi. Ở bên đây thì có Elantra. Elantra này cũng nằm lâu này, đang xả lỗ này. Yeah. Elantra 2021 số sàn. Con này thì đi được hơn 80.000 cây, 84.000. Đấy. Cũng không lỗi, không cấn đụng, keo giòn là zin nguyên bản cho nhà hết. Keo chỉ là zin nguyên bản ấy. Vỏ này thì đi 80.000 thì thay rồi. Con này thì rút sẵn hồ sơ rồi, anh em về sang tên thôi. Và hiện tại mình đang bán ở mức giá là 399 triệu. Đang xả còn 399. Nó thắt màu kem nha anh em. Đúng rồi. Rồi, anh chị các bạn mình cần coi chi tiết hơn thì có thể liên hệ qua số em có để trên màn hình nha anh chị các bạn. Con thứ tư nó là con Mazda 3 2021. Chiếc này thì nó là bản Deluxe. Bản Deluxe. Đấy. Xe thì có sơn lại mâm. Sơn lại mâm đen và lên cái nội thất lên cái ghế da. Yeah. Xe thì sạch sẽ, đi chuẩn 54.000. Không lỗi. Mang biển số 92 của Quảng Nam thì với chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá là 509 triệu. 509 triệu. Rồi, anh em mình đến con thứ 5. Mazda. Cũng là Mazda 3 luôn. Và con này thì nó là đời 2018 số tự động. Bản này là bản sơn hay là dán dành? Cái này thì anh em dán đề can. Xe màu xanh luôn, màu xanh đậm này. Đấy, màu xanh đậm. Xe này cũng không lỗi nhỏ, bao anh em check test nhé. Xe chạy được hơn 80.000. Và với chiếc này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 429 triệu. 429 triệu. Đây, nội thất còn rất là đẹp nha anh em. Đấy, bản này thì nó có cửa sổ trời đầy đủ, nhé. Cửa nóc đầy đủ. Sổ trời luôn, nó là thoải mái nha anh em nha. Màu tím titan rất là đẹp nè. Chiếc này thì sẽ để cho nhau 429. 429 triệu. Rồi. Rồi, Hyundai Accent. Đây mình có chiếc Hyundai Accent. Xe này thì nó là xe 2019 số sàn. 2019 số sàn. Con này thì bán dùm cho anh em ở bên Tây Ninh.
Để anh em mua phải chiếc xe nó bị lỗi, đang bán xả lỗ. Nói chung là anh em mua thì mua của người quen, chủ quan không có xem. Để mua giá khá là cao nhưng mà khi nó bị lỗi thì ở đây mình bán dùm cho anh em luôn. Với cái mức giá nó cũng rất thấp. Con này thì có lỗi nhẹ phần trước, có cấn nhẹ và có làm lại nắp capo, làm lại dàn trước, không có ảnh hưởng đến khung sườn. Và thêm một cái nữa là xe đã hạ máy và làm lại mặt gioăng khí giác full lịch sử của hãng. Tại vì anh khách này cũng rất kỹ, làm cái gì cũng đem tất cả đều vào hãng hết. Con này thì đi được 147.000 và sẽ để cho anh em một mức giá là 279 triệu. 279 triệu. 279 nha các bạn, cũng khá là hợp lý nha anh em mình đi ha. Rồi tiếp tục ở ngoài này thì mình còn một chiếc nữa. Con này sen đời cao ha, đời mới ha. Chiếc này 2022. 2022 đi mới có 4.000 mấy cây thôi. Cái xe thì như mới rồi, không lỗi nhỏ. Biển Kiên Giang. Chiếc này thì nó là số tự động và hiện tại mình đang bán ở mức giá là 439 triệu. Với một chiếc gọi là siêu cọp. Xe mình đang đi đấy. Xe cọp cọp về lấy nó cũng nhỏ gọn, lấy chở mấy đứa nhỏ đi học. 439 nha anh em. Thì video đến đây thì mình cũng xin tạm dừng. Anh em quan tâm thì cứ alo qua số điện thoại là 092770 và thứ quý 8. Mình sẽ gửi thêm thông tin để anh em tham khảo thêm. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Dạ. Đấy. Ngoài ra thì bên cạnh cửa hàng còn khá là nhiều mẫu mô tô nha anh chị các bạn. Mình cần xem mô tô dòng nào có thể để là bình luận mạnh bên dưới nha anh em. Đây, rất là nhiều mô tô từ phân khúc 150 cho đến 1000cc đều có đủ nha anh chị các bạn. Một máy, hai máy nè, bốn máy là đều có luôn. Đấy thì video hôm nay thì mình chỉ cập nhật những mẫu xe ô tô thôi ha. Anh chị nào thích đó, cho em một like nha anh chị. Và nhớ chia sẻ video giúp em ha. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới từ bên em nha anh chị nha. Đấy, rất là nhiều xe nè. Cảm ơn anh chị các bạn mình rất là nhiều nha. Và chắc có lẽ là em xin tạm dừng video tại đây nha. Và hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.